Thưa quý vị, hướng đến kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, sáng nay đã diễn ra lễ khai mạc Hội thao giao lưu văn nghệ các đài phát thanh truyền hình cụm thi đua số 8 Bắc Sông Hậu lần thứ 19 năm 2023 do Đài phát thanh và truyền hình Đồng Tháp đăng cai tổ chức. Hơn 400 vận động viên đến từ 6 đài phát thanh và truyền hình trong khu vực gồm Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre và Long An tham gia tranh tài các môn thi đấu, bao gồm bóng đá mini nam, bóng chuyền hơi nữ và cầu lông và các trò chơi dân gian trên tinh thần giao lưu đoàn kết. Đến với hội thao hôm nay thì sau một năm quay lại thì cái cảm giác là rất là vui mà gặp lại các bạn của các đài. Thì anh em cũng với tinh thần là tập luyện và thi đấu và giao lưu thì thắng hay thua gì thì cũng cho tinh thần là mình gặp gỡ nhau. Thật ra thì khi được tham gia cùng với các bạn đồng nghiệp của 6 đài cụm Bắc Sông Hậu tham gia cái hội thao năm nay thì tôi cũng như các đồng nghiệp là rất là vui, bởi vì đây là cái cơ hội để cho anh em tập hợp lại giao lưu vui, vừa thể hiện được cái tài năng lẻ bên cạnh cái chuyên môn nghiệp vụ báo chí. Cho nên tôi nghĩ đây là cơ hội rất là lớn để cho anh em hội tụ về để giao lưu. Thì đây cũng là cơ hội để cho các cánh nhà báo thể hiện tài năng về mặt thể thao của mình. Cho nên cái tinh thần là vui vẻ, hòa đồng và fair play với tinh thần thể thao cao thượng nhất mà có thể của những người làm báo. Đây là hoạt động truyền thống được 6 đài phát thanh và truyền hình cụm Bắc Sông Hậu luân phiên tổ chức hàng năm vào dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, nhằm tạo sân chơi để cán bộ viên chức của các đài phát thanh và truyền hình gặp gỡ, giao lưu, trao đổi nghiệp vụ và vui chơi giải trí với tinh thần đoàn kết hữu nghị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.